Phải chăng là Chúa Giêsu không muốn người ta khen ngợi mẹ mình? Phải không ạ? Có không? Các bà cô có cảm nhận là khi Chúa nói như vậy thì chắc là Chúa Giêsu không có coi mẹ Maria ra cái gì, cho nên người ta khen mẹ mình thì mình đổi đi hướng khác? Hay là Chúa Giêsu sợ Đức Mẹ lỗi đức khiêm nhường, người ta khen thế Đức Mẹ lại phỏng mũi lên? Thưa không, thưa không, là bởi vì Đức Mẹ Maria là người hơn ai hết đã luôn nghe và giữ lời Chúa. Tại sao chúng ta nói như vậy? Chắc là các bà cố có thể chứng minh được ngay. Đức Mẹ đã nghe lời của thiên thần Chúa đến truyền tin cho Đức Mẹ tại làng quê Nazareth. Và mặc dù thiên thần nói một cái chuyện hy hữu xảy ra, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người con trai ấy là con đấng tối cao. Lạ lắm, làm sao người thường lại làm được chuyện đấy, mà tại sao lại làm mình? Nhưng mà Đức Maria có tin không? Tin. Đức Maria sau khi nghe lời ấy đã giữ lời ấy lại ở trong lòng và suy đi nghĩ lại. Đức Maria đã nghe và giữ lời Chúa ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc truyền tin, và tiếp tục nghe cái lời của Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Bắt đầu mang thai trong một cái tư thế mà ông Giuse không biết chuyện gì xảy ra, ông nghi ngờ, ông có thể đặt vấn đề nhưng vẫn chấp nhận. Rồi lúc mà thai đã lớn là vội vàng cùng với Giuse đi về Bethlehem và sinh con trong một cảnh túng thiếu. Đức Mẹ có nghi ngờ không? Từ Kinh Thánh không hề nói. Đức Mẹ vẫn nghe, vẫn giữ cái lời ấy. Rồi giữa đêm, khi con chắc chỉ được vài ngày thôi, là nghe một cái lệnh trốn qua Ai Cập. Chắc các bà cố là những người đã từng mang nặng đẻ đau, nghĩ đến cảnh ấy chắc xót xa lắm. Các ông chắc không cảm được, bởi vì không có mang nặng đẻ đau. Còn các bà cố biết nó, cái cuộc ấy nó khổ như thế nào, nó lo lắng làm sao. Nhưng mà Đức Mẹ đã nghe và giữ mau mắn điều mà Chúa truyền cho mình. Mà thực ra thì Chúa không truyền cho Đức Mẹ, mà thiên thần truyền cho ông Thánh Giuse. Ông Thánh Giuse bảo Đức Mẹ, phải không cơ? Rồi Đức Mẹ nghe. Đức Mẹ còn có cái ơn là vâng lời Thánh Giuse đó nhỉ. Thánh Giuse dựng dậy. Có một cha cố ngày xưa là cha giáo của con dạy học, nghe kể lại cái câu chuyện ấy theo một cái phong cách riêng. Maria dậy. Dậy làm cái gì đang khuya để cho con ngủ? Dậy đi qua Ai Cập. Sao lại làm thế? Ai bảo ông? Mơ. Tôi mơ cho nên đi. Cặp chúng ta chắc là phải quạt cho một trận. Vớ vẩn. Ở đây không ở mà là còn đi Ai Cập. Tưởng là ai nói Chúa hiện ra hay là ai nói? Mơ. Và câu chuyện được Kinh Thánh kể cho chúng ta là như vậy. Cất bước cùng với Thánh Giuse, bế Hải Nhi đi qua Ai Cập. Mà không phải đi xe 7 chỗ, đi xe 5 chỗ hay đi xe ca. Thời ấy là đi cưỡi, chắc là Thánh Giuse cũng kiếm được một cái con lạc đà hay con lừa thôi để đi thôi. Vất vả, nguy hiểm, nhưng mà vẫn làm. Và không hề có cái cử chỉ nào trách mắng hay là phiền đối với Chúa cả. Rồi lạc mất con trong đền thờ 3 ngày, cũng khủng hoảng, cũng lo lắng, cũng đau đớn. Nhưng mà các sự kiện ấy xảy ra, Đức Maria chỉ giữ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Và có lẽ đỉnh điểm của cái việc suy nghĩ và cưu mang thực hiện lời Chúa, đó là giây phút Đức Mẹ đứng ở dưới chân thập giá. Bây giờ chúng ta đọc lại cuộc đời của Đức Mẹ, cuộc đời của Chúa, chúng ta thấy nó diễn tiến từ bước bước một. Nhưng mà mường tượng lại đối với Đức Mẹ cứ dò dẫm từng bước bước một. Và ngay đứng dưới chân thập giá, Đức Mẹ cũng chưa hiểu hết điều Chúa muốn làm cho mình, cho con của mình. Đau khổ cùng cực khi thấy con yêu của mình bị người ta giết nhục nhã. Mà người con ấy tài giỏi lắm, mọi người hâm mộ. Cái cảnh ấy nó ngược với lại cái cảnh mà chúng ta vừa nghe ở trong đoạn tin mừng. Người ta hâm mộ, người ta tung hô con của mình. Thì chắc là cái ngày Chủ nhật đấy là Chúa Giêsu vào tuần thánh, Đức Mẹ cũng đi đấy, cũng thấy người ta tung hô con mình đấy. Nhưng mà chỉ mấy ngày sau, người con yêu của mình bị đám đông ấy giết chết. Nó đau đớn lắm. Nhưng mà Đức Mẹ tiếp tục nghe và suy niệm lời Chúa trong lòng của mình. Đức Mẹ kết hợp với lại cái đau khổ của con mình ở trên thập giá, và chờ xem Chúa thực hiện cách nào, chương trình của Chúa để cứu độ con người ngang qua người con yêu dấu của mình. Thế nên những chi tiết cha vừa thưa với lại quý bà cố là để xác định cái điều, cái mối phúc mà Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: phúc cho ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, được áp dụng trước tiên và đúng nhất cho Đức Mẹ Maria, là mẹ của Chúa.
và nói theo kiểu bình dân, Đức Maria là bà cố của Chúa Giêsu, phải không cơ? Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm, là linh mục tối cao, cho nên bà cố Maria của Chúa Giêsu là bà cố mẫu mực cho mọi bà cố. Thế thì cha tạm gọi và cha nghĩ là mọi người không biết có đồng ý hay không, chúng ta bầu cho bà cố của Chúa Giêsu làm bà cố niên trưởng của chúng ta và là quan thầy của tất cả các bà cố, được không ạ? Bà cố nào thấy cái ý tưởng ấy được thì con xin giơ tay lên, xin chọn bà cố của Chúa Giêsu làm bà cố số 1 của mình. Đấy. Và xin bà cố giúp cho mình sống như bà cố của Chúa Giêsu. Rồi con cảm ơn mọi cái bà cố. Coi vậy thì chúng ta có nhiều điểm giống bà cố lắm. Như cha đặc trách vừa giới thiệu, năm ngoái trong buổi họp mặt quý bà cố ở tại tòa giám mục, ngài có ngỏ lời để xin con đến để gặp gỡ, chia sẻ với lại quý bà cố. Nhưng mà hiện cho nên con không có mặt trong cái giờ chia sẻ ấy. Thế thì năm nay con không có để lỡ, cho nên khi ngài báo con sẵn sàng đến và rất là vui được gặp gỡ quý cố trong cái ngày đặc biệt, ngày của các bà mẹ. Và trong giáo phận, từ những năm vừa qua với sự sáng kiến của giới hiền mẫu giáo phận đã có một cái cử chỉ đặc biệt ưu ái cho các phụ huynh, đặc biệt là các mẹ có những người con dâng mình cho Chúa, hoặc là linh mục, hoặc là các tu sĩ, hoặc là các thầy chủng sinh. Và những năm trước là có cả những người các nữ tu mới khấn lần đầu, hay là các em tu sinh nữa. Cho nên đây là một đối tượng rất đặc biệt. Con xin thưa, con gọi bằng con cho nó phải, là bởi vì mẹ con cũng là bà cố. Thế thì con, trong cái nhìn của những người đi tu, nó có một cái niềm vui. Thế thì mẹ hay là bố mẹ, anh chị em gia đình của bạn mình, của anh em mình, nó cũng là gia đình của mình. Đấy. Thế nên trong cái buổi nói chuyện này xin được gọi như thế cho nó thân thương, đồng thời cũng là nhân danh những người con được Chúa thương chọn gọi để dâng hiến đời sống của mình, bày tỏ một cái lòng tri ân đối với các đấng bậc sinh thành, cụ thể là các bà mẹ. Hôm nay nói chuyện với lại quý cố, quý bà cố trong ngày tháng 5. Cái ngày của mẹ nó rơi vào tháng 5, mà tháng 5 trong đạo của chúng ta là tháng dành cho Đức Mẹ. Rồi ngày hôm qua, ngày 13 là lễ Đức Mẹ Fatima. Cho nên con muốn nối kết cái bầu không khí ấy vào trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay, khi nói về đời sống hiệp hành của các bà cố theo mẫu gương của mẹ Maria. Hiệp hành là cái đề tài của giáo hội, của giáo phận chúng ta trong 2 năm vừa qua. Cho nên là chúng ta sống ở trong cái bầu không khí ấy, thế nên được nối kết như vậy, sống hiệp hành theo gương mẫu của Đức Mẹ Maria. Lời Chúa gợi hướng cho chúng ta trong phần chia sẻ ngày hôm nay, đó là ở trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 11 câu 27 đến 28. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay lòng dạ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Có 2 câu thôi mà nói được cái điều mà cha nghĩ Chúa cũng đang muốn nói với chúng ta ở nơi đây. Lời của đám đông, có một bà ở trong đám đông đi theo Chúa Giêsu, không biết là nhiều hay chưa, nhưng mà qua cái lời này thì thấy bà hâm mộ Chúa Giêsu lắm. Ở đây các bà cố khi nghe nói có cô nào đó hay bà nào đó hâm mộ các cha nhà mình, các thầy nhà mình thì có lo không? Có người bảo lo lắm. Đấy. Cha đi đâu, thầy đi đâu mà cũng có mấy cô, mấy bà ấy léo đéo đi khắp mọi nơi. Cha mặc áo gì, thầy mặc áo gì cũng mặc áo ấy. Thế thì bà cố mà đi đến đấy thì đã sốt ruột lắm. Ở đây Chúa Giêsu có đông người đi theo lắm, trong đó có một số bà trung thành đi theo Chúa. Nhưng mà cái bối cảnh mà tin mừng chúng ta nghe là một bà trong đám đông cất cái tiếng nói ấy, bà hâm mộ quá rồi, bà không thể giữ ở trong lòng được nữa, phải thốt lên: phúc thay cái người đã cưu mang thầy và đã cho thầy bú mớm. Cái chuyện ấy tế nhị lắm nhưng mà không thể giữ được nữa, cho nên hâm mộ Chúa, cho nên nói ra công khai luôn. Và chúng ta cũng ngạc nhiên khi Chúa Giêsu trả lời. Đấy, Chúa Giêsu thường là chúng ta khi nghe ai khen mình thì phép lịch sự: dạ xin cảm ơn ạ. Còn đứa trẻ ngày hôm nay thì sau khi nói cảm ơn bảo: hình như nói cái gì tôi nghe không rõ. Các bà cô biết làm sao mà người ta nói như vậy không? Để lặp lại lần nữa, để nghe thêm lời khen lần nữa. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu không trả lời như thế.
Chúa Giêsu cũng không nói theo cái vanh mạch mà cái người phụ nữ đang khen mình. Chúa nói đến một cái điều phúc cho những ai biết nghe và giữ lời Chúa. Chúa Giêsu đưa qua một cái chuyện khác quan trọng hơn cái chuyện mà đã sinh ra, đã nuôi nấng thầy. Chúa không phủ nhận chuyện ấy, nhưng mà Chúa mời gọi đi đến một cái khía cạnh khác quan trọng hơn đối với những người môn đệ của Chúa. Đó là nghe và giữ lời Thiên Chúa. Phải chăng là Chúa Giêsu không muốn người ta khen ngợi mẹ mình? Phải không ạ? Có không? Các bạn cũng có cảm nhận là khi Chúa nói như vậy thì chắc là Chúa Giêsu không có coi mẹ Maria ra cái gì, cho nên người ta khen mẹ mình thì mình đổi đi hướng khác. Hay là Chúa Giêsu sợ Đức Mẹ lỗi đức khiêm nhường, người ta khen thế Đức Mẹ lại phỏng mũi lên. Thưa không, thưa không, là bởi vì Đức Mẹ Maria là người hơn ai hết đã luôn nghe và giữ lời Chúa. Tại sao chúng ta nói như vậy? Chắc là các bà cố có thể chứng minh được ngay. Đức Mẹ đã nghe lời của Thiên Thần Chúa đến truyền tin cho Đức Mẹ tại làng quê Nazareth. Và mặc dù Thiên Thần nói một cái chuyện hy hữu xảy ra, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người con trai ấy là con Đấng Tối Cao. Lạ lắm, làm sao người thường lại làm được chuyện đấy, mà tại sao lại làm mình? Nhưng mà Đức Maria có tin không? Tin. Đức Maria sau khi nghe lời ấy đã giữ lời ấy lại ở trong lòng và suy đi nghĩ lại. Đức Maria đã nghe và giữ lời Chúa ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc truyền tin, và tiếp tục nghe cái lời của Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Bắt đầu mang thai trong một cái tư thế mà ông Giuse không biết chuyện gì xảy ra, ông nghi ngờ, ông có thể đặt vấn đề nhưng vẫn chấp nhận. Rồi lúc mà thai đã lớn,